Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn trong số hạ nhiệt, đứng quanh vùng giá 2.345 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 104,5 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 68.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm nhẹ, đứng ở mức 4,459% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, đứng ở mức 78,96 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới có dấu hiệu suy yếu khi mà đồng bạc xanh cũng suy yếu, trong khi đó các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thể đưa ra manh mối về thời điểm cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất. Cụ thể, theo ông Kevin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại công ty dịch vụ tài chính ONDA cho biết, triển vọng đồng bạc xanh mạnh lên được hỗ trợ bởi sự thay đổi trong lập trường chính sách tiền tệ của Mỹ. Khi Fed bắt đầu tìm kiếm bằng chứng để tăng lãi suất thay vì nới lỏng chính sách tiền tệ có thể là một rủi ro lớn với thị trường vàng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vàng sau ngày vẫn thiên về xuống tích cực hơn là tiêu cực. Mức giá 2.310 đô la Mỹ trên một ounce là mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng trong tuần này. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi hay được gọi là PCE, một thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến được công bố trong cuối tuần này là ngày 31 tháng 5. Biên bản cuộc họp mới nhất của Fed vừa được công bố vào tuần trước cho thấy Fed sẽ duy trì lãi suất chuẩn ở mức hiện tại nhưng cũng thảo luận về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Xem xét tỷ lệ đặt cược mới đây của các nhà giao dịch cho thấy sự hoài nghi ngày càng tăng rằng Fed sẽ hạ lãi suất nhiều lần trong năm 2024. Theo CME FedWatch, các nhà đầu tư dự đoán hiện tại có khoảng 61% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 11 tới. Vàng vốn được coi như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, song lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lời. Theo nhà phân tích kỹ thuật quang tao của hãng tin Reuters, tại Vương quốc Anh cho rằng vàng sau ngay có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự gần nhất là mức 2.357 đô la Mỹ trên một ounce và tăng lên khoảng 2.363 đến 2.373 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Giới đầu tư hiện nay đang trông ngóng vào nước cờ tiếp theo của ngân hàng nhà nước. Song nhiều người cũng bày tỏ sự hoài nghi liệu có bàn tay đang thao túng thị trường vàng trong nước hay không. Trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Hùng Linh cho rằng, khi muốn kiểm soát thị trường vàng và giảm chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới, không nên quá vội vàng trong việc nhập khẩu, đấu thầu vàng để kéo giá vàng xuống, mà việc trước mắt cần làm là tăng tính minh bạch của thị trường. Ông dẫn chứng, khi nhìn lại thời điểm năm 2013, ngân hàng nhà nước đã bán ra 74 tấn vàng theo hình thức đấu thầu để bình ổn thị trường vàng. Nhưng trong năm 2014 đến 2015, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn còn tồn tại khoảng từ 10 đến 20%. Cho đến khi giai đoạn 2016 đến 2019, giá vàng mới dần đi vào ổn định, nhưng giá vàng trong nước gần như đi ngang. Chênh lệch giá vàng được kéo dần vẫn bằng không. Theo ông Linh, cần phải tìm ra nguyên nhân thực sự vì sao có sự chênh lệch giá vàng như hiện tại. Có hai luồng ý kiến về vấn đề này, có người cho rằng là do cung cầu, nhưng thực tế không hẳn là vậy. Năm 2020 và năm 2021, kênh chứng khoán bất động sản mới là kênh hút tiền. Về logic, người ta bán vàng mua chứng khoán, bất động sản chứ không làm điều ngược lại, theo ông Linh nói. Một luồng ý kiến thứ hai cho rằng giá vàng tăng khiến độ rộng chênh lệch giá giữa hai thị trường bị nới ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2019-2020, giá vàng thế giới tăng mạnh đến 55% và trong nước cũng tăng tương ứng và chênh lệch giữa hai thị trường không đáng kể. Vậy là, trên thị trường ai là người quyết định giá vàng? Ông Linh cho rằng giá vàng hàng ngày do một số tổ chức quyết định không hẳn do cung cầu. Những tổ chức doanh nghiệp quyết định giá vàng được ví như nhà cái, chênh lệch giá mua vào giá bán ra sẽ tạo ra lợi nhuận cho những nhà cái, còn chênh lệch vàng trong nước và thế giới lớn sẽ tạo ra khoảng trống cho buôn lậu vàng. Do đó, ông cho rằng việc chính phủ yêu cầu Ngân hàng Trung ương thanh tra thị trường vàng đẩy mạnh việc xuất hóa đơn điện tử là điều rất đúng và rất trúng. Việt Nam cần minh bạch thị trường trước, sau đó mới tính đến việc sửa nghị định nhập khẩu vàng.
Chúng ta sẽ tốn nguồn lực rất lớn để nhập khẩu vàng, nhưng không thể đạt ngay mục tiêu là giảm chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường gần như bằng không được. Ngoài ra thì vàng không có giá trị tăng trưởng kinh tế, đơn thuần là để tích trữ. Vậy chúng ta có cần thiết để bình ổn không, theo vị chuyên gia này cho hay. Về vấn đề này, mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vừa tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Nội dung thanh tra bao gồm chấp hành quy định về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc là sau thời kỳ này. Đoàn thanh tra được lập bao gồm đại diện thanh tra chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Trường hợp đoàn phát hiện ra vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xem xét chuyển sang cơ quan điều tra. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tạm thời không có thay đổi về giá sau khi mà điều chỉnh tăng mạnh ở phiên giao dịch buổi chiều nay. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ Canh hàng thương mại đóng cửa phiên này mua vào mức 25.238 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.468 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 13 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm qua. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tạm thời thì không có thay đổi, mua vào mức 25.760 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.840 đồng trên một đô la Mỹ, không có thay đổi sau khi tăng 30 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, tăng 70 đồng trên một đô la Mỹ bán ra ở phiên giao dịch trước đó. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.850.000, bán ra 9.050.000, tăng 600.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.850.000, bán ra 9.050.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.840.000, bán ra 9 triệu. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.830.000, bán ra 9.010.000. Phú Quý SJC mua vào 8.840.000, bán ra 9 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.845.000, bán ra 9 triệu. Mi Hồng SJC mua vào 8.930.000, bán ra 9.030.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.850.000, bán ra 9.030.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 8.840.000, bán ra 9 triệu. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.850.000, bán ra 9.050.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này vẫn duy trì đã tăng 600.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.850.000, bán ra 9.050.000. SJC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.850.000, bán ra 9.050.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.850.000, bán ra 9.050.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.495.000, bán ra 7.655.000. Vàng bốn số 9 mua vào 7.475.000, bán ra 7.575.000. Vàng 24K mua vào 7.300.000, bán ra 7.500.000. Vàng 18K mua vào 5.446.8 nghìn, bán ra 5.696.8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.181.7 nghìn, bán ra 4.431.7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.924.1 nghìn, bán ra 3.174.1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như thích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.